Những ngày qua thì rất nhiều người dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có đơn tố cáo gửi đến Sở Công Thương của tỉnh này về việc công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Huy đã lừa đảo họ với số tiền từ hàng chục triệu đến hàng tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu của các cơ quan chức năng thì cũng cho thấy là có dấu hiệu lừa đảo của các cơ sở kinh doanh đa cấp thuộc công ty này. Theo hàng chục lá đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng, các cơ sở kinh doanh đa cấp thuộc công ty Thiên Ngọc Minh Huy đã lôi kéo nhiều người tham gia vào mạng lưới của mình nhằm huy động vốn để hoạt động. Thì sao tôi vào thì nó đưa lên làm liệu trình chăm sóc sức khỏe, thì nó ướp thuốc gì đó, nó nói là chữa phổi, chữa gan rồi này cái nọ. Đặc biệt nó nói là nào là thứ trưởng, nào là bác sĩ, nào là người này người nọ có chức quyền cao thì tham gia được cũng nhiều. Theo đó, công ty Thiên Ngọc Minh Huy đã tiến hành khám chữa bệnh, mặc dù theo quy định thì công ty này không có chức năng trên. Từ những dấu hiệu bất thường, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Khi mà họ đến sử dụng sản phẩm tại công ty em, thấy chưa? Vì cảm thấy một điều là cái sản phẩm rất là tốt và cải thiện sức khỏe của họ rất là nhiều. Và đâm ra nhiều khi người dân họ nói quá lấy cái sản phẩm đó là chữa bệnh và trị liệu. Tất cả sản phẩm của anh bán ra thì đều cần bên anh là sử dụng, hướng dẫn sử dụng, giúp sử dụng để đặt. Dạ, chính xác. Không tùy theo, à không, tùy theo nha. Vì tùy theo sản phẩm là họ đem về nhà họ sử dụng. Nhưng tùy theo sản phẩm họ để tại cơ sở để chúng tôi hướng dẫn cho họ sử dụng sản phẩm. Một số trường hợp họ phải đem về nhà. Theo tìm hiểu, khi tham gia vào mạng lưới này, khách hàng sẽ phải nộp số tiền 11,8 triệu đồng cho mỗi mã. Sau 2 năm, không cần phải làm gì, vẫn nhận được 25 triệu đồng. Với lãi suất hơn 200% cho mỗi mã, đã có hàng trăm người tham gia vào các mạng lưới này, với mức đóng từ vài chục triệu đồng đến vài tỷ đồng. Để khi cho rằng mình bị lừa, nhiều người đã yêu cầu rút lại tiền đã đóng thì bị công ty này từ chối vì cho rằng khách hàng đã sử dụng các món hàng quà tặng. Bay đó người ta vào mua thì khác. Đấy, đóng tiền xong là người ta đưa về, ai cũng nghĩ là đó là hàng tặng chứ không phải là hàng mua, cho nên lấy về xa hết. Mà bây giờ người ta nói bây giờ muốn lấy lại thì công ty, cái chỗ công ty này nó trừ sạch. Cho đến nay vẫn còn rất nhiều người không thể nhận lại tiền. Các cái công ty bán hàng đa cấp mà họ tổ chức các hội nghị, hội thảo để thu hút khách hàng, có những công ty là không đăng ký địa điểm hoạt động trên địa bàn của tỉnh. Cho nên quản lý đối với các đối tượng này cũng rất là khó. Trước những diễn biến phức tạp liên quan đến công ty Thiên Ngọc Minh Huy, hiện cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang tiến hành thanh kiểm tra tất cả 25 doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn và làm rõ hoạt động của các doanh nghiệp này.